Lô. Chào mọi người, tôi là Nông Văn Chuyển. Xin chào những ai mà vô tình xem một cái video này nhé. Không mang đây, tôi chỉ là quay gọi là ý là kỷ niệm thôi, không mang tính chất thương mại ở video này. Nếu mà xem video này của tôi thì mời đi về thêm một địa điểm thôi. Tôi đang ở cái địa phận gọi là cách Sơn Lập 10 km. Về đây đi. Và ngược về kia thì là được thuộc đến phần về xã Sơn Lộ, huyện Mở Lạc, tỉnh Cao Bằng. Và từ đây đi ấy, thì là thuộc về xã Sơn Lập, huyện Mở Lạc, tỉnh Cao Bằng. Năm 2018. Và tôi là Nông Văn Truyền. Ai mà có ghé vô tình xem cái video này thì em nói chả có vấn đề gì cả. Tôi chuẩn bị xe và tôi sẽ cầm cái máy điện thoại này để quay đến xã Sơn Lập. Nó chỉ 8 cây thôi, không có gì xa cả. Chiu, cùng thưởng ngoạn nha. 8 cây nhỉ? 8 hay 10 cây nhỉ, xem lại nào. 10 km. 10 km khoảng 2 phút đấy. Đi nhá. Mình sẽ đi chậm. Mình sẽ cầm cái điện thoại. Bên kia là vực sâu. Nhìn xe đó. Đây, trước đây là chưa có đường đi. 24 người ta mới làm qua đây. Tôi đang đi xe Future X. Bên kia là rừng sâu, rừng xa, rừng già. Bên dưới kia là vực sâu. Vực sâu, vực sâu. Tôi sẽ lưu giữ cái video này trên YouTube để cho người ta, những người thân của tôi xem. Bố mẹ ông bà, bố mẹ tôi, con tôi xem. Km nhá, và chỉ có đường đi này là mới có rải nhựa thôi, còn ngược về sân lộ là chưa có. Bên dưới là vực sâu, vực sâu âm u. Phía trước mặt mọi người là cái đỉnh núi Cha Già. Hôm nay thì không có ánh nắng nhưng mà vẫn nhìn thấy, nhưng mây là che qua chút, ngắm chút nhá. Đỉnh núi Cha Già này là đỉnh núi cao nhất ở tỉnh Cao Bằng mình. Không phải tỉnh Cao Bằng không mà là cao nhất hàng phía Đông Bắc Việt Nam. Nó cao hơn đỉnh Phèo Hoác ở cái Ngưỡng Bình. Là từ đây lên đến đấy là cũng theo cái con đường này đi thôi. Và đỉnh kia tôi đã từng được leo lên. Tôi rất vinh dự là đã từng được leo lên. Đi tiếp nhá. Hôm nay mây nhiều. Chu chu chu. Bạn nghĩ sao? Chu. Bạn nghĩ sao?
chừng là một tay cầm lái và một tay cầm điện thoại là không an toàn. Nhưng mà chỉ là như thế thì điện thoại nó mới im, không rung. Đấy, vực sâu muôn trượng dưới kia. Vực sâu muôn trượng dưới kia. Pan rồi. Đào cua xuống dốc. Đây là ổ voi. Vượt ổ voi rồi. Tiếp rồi. Đi đường đi.
Trường khó ho
Đi một tay nhanh không ấy, nguy hiểm thật đấy. Bên kia là một số hang, một số hang ở xung quanh là cỏ đấy. Rồi, hang núi chưa? Trước mắt chúng ta gần đến xã rồi. Chưa được thôi. Theo phong bên đường đây này đến sẽ làm rồi. Đi nghỉ 17 phút. Trong 18 phút đây. Cơ này. Mọi người đang chặt bò lên đường. Học sinh, em nhỏ. Sống phải tơ rồi. À, nhìn về thẳng phía xa xa nghe có cái nhà trường chẳng thế nào trường học nhá. Rồi sẽ đi đến đấy trường học sẽ xin lập. Hello. Hẹn gặp lại và chúng ta đã